Chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày, lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh. Đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ông Abraham tại Gera. Ông Abraham rời chỗ đó, đến miền Negev. Ông ở giữa Can-đê và Sùa, rồi ông trú ngụ tại Gera. Ông Abraham nói về bà Sara, vợ ông: nàng là em tôi. Và Abimelech vua Gera đã sai người đến bắt bà Sara. Nhưng ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho vua Abimelech rằng: này, ngươi sắp phải chết vì người đàn bà mà ngươi đã bắt, bởi người ấy có chồng. Vua Abimelech đã không gần gũi bà ấy. Vua thưa: lạy Chúa, một dân công chính mà ngài cũng giết sao? Ông ấy đã chẳng bảo tôi rằng nàng là em tôi đó sao? Và ngay cả bà ấy cũng đã nói rằng ông ấy là anh tôi. Tôi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết và bàn tay vô tội. Thiên Chúa báo mộng cho vua rằng: ta cũng biết là ngươi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết, và cũng chính ta đã ngăn cản ngươi khỏi mắc tội đối với ta. Vì thế, ta đã không để cho ngươi động đến người ấy. Bây giờ hãy trả vợ của người ấy về, vì người ấy là một ngôn sứ. Người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Còn nếu ngươi không trả về, thì hãy biết rằng chắc chắn ngươi phải chết, ngươi cũng như mọi kẻ thuộc về ngươi. Sáng hôm sau, vua Abimelech dậy sớm, gọi tất cả các đầy tớ đến và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều ấy. Những người này sợ lắm. Vua Abimelech cho gọi ông Abraham đến và nói với ông: ông đã làm gì chúng tôi thế? Tôi mắc tội gì đối với ông mà ông lại làm cho tôi và nước tôi phải vương vào một tội lớn như thế? Ông đã làm cho tôi những điều không nên làm. Vua Abimelech nói với ông Abraham: ông nhắm mục đích gì khi làm điều ấy? Ông Abraham trả lời: tôi nghĩ bụng, ở nơi này người ta chẳng kính sợ gì Thiên Chúa, và vì vợ tôi họ sẽ giết tôi. Vả lại, nàng đúng là em gái tôi, con cùng cha khác mẹ, và nàng đã trở thành vợ tôi. Khi Thiên Chúa bắt tôi đi lang thang xa nhà cha tôi, thì tôi đã bảo nàng: xin bà làm cho tôi ơn này, là bất cứ nơi nào chúng ta đến, bà cứ nói ông ấy là anh tôi. Vua Abimelech lấy chiên bò, tôi trai tớ gái tặng ông Abraham, và trả lại cho ông bà Sara vợ ông. Vua Abimelech nói với ông Abraham: này, đất của tôi ở trước mặt ông muốn ở đâu tùy thích. Rồi vua nói với bà Sara: đây, tôi cho anh bà 1.000 đồng tiền bạc. Đối với bà, đó sẽ là bức màn che mắt mọi người ở với bà, và bà sẽ được hoàn toàn minh oan. Ông Abraham cầu nguyện với Thiên Chúa, và Thiên Chúa chữa lành vua Abimelech, vợ vua và các nữ tỳ của vua, cho họ có thể sinh con. Bởi trước đấy, Đức Chúa đã làm cho mọi phụ nữ trong gia đình vua Abimelech không sinh đẻ được vì chuyện bà Sara, vợ ông Abraham. Chú thích bài đọc: trình thuật nguồn E tương đương với chuyện kể ở chương 12, câu 10 đến câu 20 của nguồn gì? Câu chuyện ở đây xem ra phản ánh một trình độ luân lý tế nhị hơn. Ông Abraham được kể như ngôn sứ, tức là kẻ có những mối tương quan riêng với Thiên Chúa, được người chọn để truyền lời người cho dân. Do đó là một nhân vật bất khả xâm phạm. Tại Đông Phương cổ xưa, kính sợ một vị thần hoặc một ông vua có nghĩa là nhìn nhận vị ấy là chúa tể, tin tưởng và tuân phục vị ấy. Trong Thánh Kinh, kính sợ Thiên Chúa đã trở thành một thuật ngữ rất quen thuộc.
Lòng kính sợ này thể hiện trong thái độ thích đáng của kẻ tin rằng Thiên Chúa hiện diện. Bằng cách bồi thường cho bà Sarah như thế, ông Avimelech xác minh rằng bà vẫn chung thủy với chồng. Ở đây, anh bà hẳn là cách mỉa mai nhai lại lời bà đã xưng hô trước. Cử chỉ của vua có lẽ cũng mang một ý nghĩa pháp lý. Bức màn che mặt có thể phân biệt tình trạng người phụ nữ có chồng với những bà khác. Bà Sarah sẽ không bị hàm oan nữa. Theo quan niệm người Đông Phương xưa, vô sinh là dấu hiệu bị trừng phạt. Thiên Chúa làm chủ sự sống, chính người ban cho khả năng sinh đẻ hay là để cho phải son sẻ.